Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyên Trần. Đây là video đầu tiên của năm 2024. Thì em Nguyên xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh chị. Chúc anh chị một năm 2024 bình an, làm đâu thắng đó. Và nếu như có lỡ đi ngang qua video của em Nguyên, thích bất kỳ bất động sản nào thì hãy liên hệ với em. Nếu anh chị chưa có nhu cầu thì nhớ cho em Nguyên một like, một đăng ký để ủng hộ tinh thần nhé. Hôm nay thì em Nguyên sẽ dẫn anh chị vào trong trung tâm để giới thiệu cho anh chị một vài tòa nhà building mà rất là thích hợp để làm văn phòng hoặc là đầu tư để tạo ra dòng tiền. Cùng em Nguyên đi tìm hiểu xem vị trí và giá bán của năm 2024 các bất động sản trong trung tâm có thay đổi không nhé. Đi thôi. Mở hàng trong video ngày hôm nay bằng một siêu phẩm gốc hai mặt tiền tại cung đường thương hiệu mà hầu như nhà đầu tư nào cũng muốn có một căn trong bộ sưu tập. Building gốc hai mặt tiền đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Cảnh Chân, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Với diện tích là 386,5 m², trong đó bề ngang là 14 m, chiều dài là 30 m, kết cấu 2 hầm, 10 tầng. Tòa nhà mới với diện tích sàn là 3.000 m². Hiện tại thì đang có hợp đồng thuê là 890 triệu trên một tháng. Pháp lý cá nhân với giá đang được chào bán là 450 tỷ, còn thương lượng. Đây là tòa nhà thuộc phân khúc văn phòng hiếm nhất tại Sài Gòn, tại trung tâm quận 1 ngay lúc này. Duy nhất có một nhược điểm nhỏ là tòa nhà không xây full diện tích đất nên diện tích sàn còn ít. Tuy nhiên lại là điểm cộng vì khuôn viên xung quanh đậu được rất nhiều ô tô. Như anh chị cũng biết là tại quận 1 có một tòa nhà và có chỗ đậu ô tô thoải mái như vậy là rất hiếm. Tiếp đến là tòa nhà tọa lạc tại 202-204 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Với diện tích là ngang 9 m, dài 26 m, công nhận 193 m², kết cấu trệt 5 tầng, hướng Đông Nam. Hiện tại đang có hợp đồng thuê là 276 triệu trên một tháng. Pháp lý sổ hồng cá nhân, giá đang được chào bán là 150 tỷ, tương đương với 777 triệu trên 1 m². Ba sản phẩm cuối cùng em Nguyên muốn giới thiệu đến anh chị trong video ngày hôm nay là tòa nhà văn phòng tọa lạc tại số 10 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5. Với các thông số như sau, bề ngang là 15 m, chiều dài là 20 m, diện tích công nhận là 293,2 m², tổng diện tích sàn sử dụng là 1.561 m², kết cấu hầm 8 tầng, hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ. Tòa nhà có hướng Đông Nam, pháp lý hoàn công chuẩn chỉnh, sẵn sàng giao dịch. Với giá đang được chào bán là 170 tỷ, tương đương với 580 triệu trên 1 m². Có một nhược điểm nho nhỏ đó là tuyến đường Phan Văn Trị còn hơi nhỏ. Tuy nhiên với vị trí của tòa nhà này thì cực kỳ đẹp, cách chợ Bến Thành chỉ 2,6 km và với một kết cấu cực kỳ thuyết phục. Đây là một trong những tòa nhà khan hiếm mà rất đáng để quan tâm. Với mặt ngoài được ốp kính sang trọng, đẹp, tòa nhà mới và rất là thích hợp cho khách hàng mua làm văn phòng. Anh chị quan tâm đến tài sản nào trong ba tài sản trên, hãy liên hệ với em Nguyên theo số điện thoại bên dưới để em Nguyên cung cấp đầy đủ thông tin và hẹn xem trong nhé. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em Nguyên nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo.